Hello, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh của chị Bu Bu nha. Lâu lắm rồi quên mất chuyện review slam. Hôm nay phải quay trở lại cày cấy trên kênh của chúng ta thôi. Thì đây sẽ là một video về các loại slam, các bạn slam của những slammer ở trên Instagram mà chị thấy cái độ bền nó phải gọi là siêu siêu bền luôn cả nhà. Và giá thì cực kỳ rẻ, cho nên quyết định phải chia sẻ với các bạn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy nhìn lên phía trên, nhấn ngay nút đăng ký và comment xuống bên dưới, cũng như nhấn like và chia sẻ cho video này để chị có thêm động lực để làm nhiều video nữa về slam giá rẻ mà lại còn chất lượng nữa nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi. Nãy giờ đang được chiếm sóng chính là bạn Ni Slam. Đây là một slammer mà chị rất là yêu quý luôn, vì bạn ấy có tính tình rất là nhẹ nhàng. Và đặc biệt slam thì luôn luôn đổi mới, và các hũ đựng là cũng phải thay đổi liên liên mới chịu. Bạn slam này được cho đầy lên đến nóc luôn, lại còn thơm, chất base thì mềm dẻo, và tiếng kêu thì rất là vui tai. Ôi, thường thường chị không có duyên với lại những bạn slam màu xanh lá cây đâu, bởi vì chị làm không có tốt cái màu này lắm và bán được rất là ít, giống như có cái khuôn vậy á cả nhà. Nhưng mà riêng với lại những bạn màu xanh lá cây của Ni Slam thì sao mà chị nhìn thấy mát mắt quá đi. Cứ ngỡ là nhỏ thì không thể nào mà bông tơi lên được, nhưng ai ngờ đâu là nhỏ mà có vỏ đó cả nhà. Nó nhỏ xíu ở trong cái hộp vậy thôi, nhưng mà đến khi swirl ra thì rất là bông tơi, mềm xốp, cực kỳ thích luôn. Thêm một điều nữa là chị cực kỳ kết cái mùi thơm của em này, giống như mùi táo chín vậy đấy. Một slammer nữa mà chị cũng rất là yêu quý vì bạn ấy hoạt động rất tích cực ở trên Instagram luôn, đó chính là Kaki Slammy. Ui, hôm nay chị có vô tình thôi mà sao mà hũ slam nào cũng có ánh xanh lá cây vậy nè trời. Nhưng mà đây lại là một bạn slam trong, rất là thích luôn cả nhà. Bạn slam này hội đủ yếu tố để trở thành một bạn slam nên mua. Vừa dày nè, vừa dẻo và cũng rất là trong nữa. Bên trong thì có đi kèm một cái charm chú tuần lộc rất là xinh. Không lẽ sắp tới Noel rồi ta? Cái mùi thơm thoang thoảng này cứ làm cho chị cứ ngửi mãi cơ. Ồ, và bên trong còn có một cái hạt ngọc trai hay là cái charm hình con ma gì á, chị nhìn cũng không rõ nữa. Các bạn nhìn thấy là cái charm gì? Và đây thật sự là một cái lỗi kỹ thuật không muốn xảy ra luôn á. Thì Kaki có một loại slam basic còn chất lượng hơn là clear slam nữa, rất là clicky và màu sắc thì cực kỳ bắt mắt như thế này đây. Nhưng mà trong lúc chị quay cái video này thì có một cuộc gọi đến, và thế là cái đoạn phía sau của video bị mất tiêu luôn. Chị thật sự rất là xin lỗi Kaki nha. Ui, may quá đã thoát được kiếp màu xanh lá cây. Thì đây là bạn Mandu Slam. Ấn tượng đầu tiên của chị đó là cái logo nhìn nó rất là độc đáo, kiểu như nó nổi bật. Nếu mà đặt tất cả logo của mọi người vào chung thì logo của bạn ấy làm cho chị chú ý đầu tiên. Đây là một bạn slam có cái base đơn giản là màu trắng, và đi cùng với lại những cái hộp Java chip đã được cắt nhuyễn ra rồi, làm cho nó giống như là kiểu sữa Oreo mà bên trong còn có sô-cô-la ấy. Phần bass được làm rất tốt, cho nên là cái tiếng kêu của bong bóng nghe rất là đã tai và rất clicky nữa đấy. Thêm một em basic nữa, và bạn này được trộn giữa màu
tím với lại màu xanh dương đậm, nhưng mà theo thời gian thì nó bị hòa trộn vào mất tiêu rồi. Em này có độ đặc vừa phải và dẻo ơi là dẻo, lại còn bóng nữa, làm cho chị cứ ngồi phốt hoai vì tiếng clicky lắm kìa. Bạn này được cho vào một cái mùi rất là kiểu trái cây luôn. Và chị đặc biệt rất thích những cái mùi này vì nó thơm lâu và cũng dễ sử dụng nữa. Bạn ấy nên phát triển chất slam này vì thực sự chơi rất là đã luôn, nhất là khi tạo bong bóng và thậm chí là chị cứ ngồi vừa coi vừa phốt cái này suốt cả ngày được ấy. Các bạn nên thử khi mua slam của Mandu nha. Tiếp theo là bạn Relax Kuma Slam. Thì đây là một cái bưu phẩm slam chị nhận được hồi slam break, tức là tới lúc quay phim này cũng một tháng rồi đấy. Ôi, lại không thoát được kiếp xa lánh xanh lá, thì lại thêm một bạn màu xanh lá cây nữa. Và đàn bạn này là một bạn Basic Slam. Và đây là một bạn Clicky Slam, cho nên là cái tiếng hay nhất là khi chơi là khi chúng ta pop cái tiếng kêu khi mà tạo bong bóng thì nghe giòn nhưng không có đục giống như là Bass Slam mà kiểu đặc đâu nhé. Và dạng Bass Slam như của Relax Kuma thì rất thích hợp cho cả nhà chơi slam kiểu như mà bỏ vào tấm lưới để tạo nhiều lần bong bóng á. Vì thực sự là phải nghe cái tiếng giòn tan nó thì cả nhà mới cảm nhận được cái độ đã của nó. Đây đúng là một em slam vô cùng chất lượng và chúng ta đã bỏ quên mất chất slam này rồi. Vậy còn chân chơi gì nữa mà không rinh em ấy về ngay nhỉ? Và tiếp theo là một bạn DIY slam. Thì chị có cái ấn tượng lúc nãy về bass slam á, thì chị cứ nghĩ là bass slam này cũng sẽ là bass slam thường chứ không phải là bass đặc. Cho đến khi chị thử thì ôi trời ơi, thật sự rất là đặc luôn á cả nhà. Và nó còn giữ được shape rất tốt nữa chứ. Và tổng thể dẻo mềm đó đã giữ được cho xốp không có bị bung ra và cái tiếng kêu á thì cả nhà cứ nghe và cảm nhận đi, nó giòn sau mỗi lần mà chị swirl đấy. Và nếu bạn nào muốn mua một hộp slam nhìn giống như là cơm hộp có trứng cá hồi này thì mau mau rinh em này về đi, vừa đẹp để ngắm để quay phim nè mà còn đã tay khi chơi nữa chứ. Và cuối cùng là một hộp slam mây đến từ Relax Kuma nữa. Thì bạn này đã qua một tháng thử thách rồi nha. Mà chúng ta hãy cùng xem thử cái độ bông tơi nó sẽ như thế nào đây. Bạn ấy dùng mùi Mỹ nên là mùi rất là thơm. Và slam thì vẫn còn đảm bảo được độ xốp, rất là đã luôn nè. Thả rơi xuống vẫn còn thấy độ bông nè. Và đó là tất cả các bưu phẩm ngày hôm nay chị muốn giới thiệu trong video này về các slammer có slam giá rẻ mà lại còn chất lượng nữa chứ. Các bạn có còn biết ai là người sở hữu slam thiệt là rẻ mà còn chất lượng nữa không, mà muốn giới thiệu cho chị biết thì hãy comment xuống bên dưới nhé, để chị có thể rinh các bạn slam ấy về và làm video review cho các bạn xem. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại. Nếu mà cả nhà đã bắt đầu đi học và chuẩn bị ngày khai giảng rồi thì cũng khoe với chị bằng cách comment xuống bên dưới nhé. Hẹn gặp lại nha.